chào quý khán thính giả và các em thanh thiếu nhi đang lắng nghe chương trình bài học hay của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý phụ huynh, tuy rằng đây là chương trình dành riêng cho các em thanh thiếu nhi, nhưng Quang Viên kính mời quý phụ huynh cùng nghe kể chuyện với các em để quý vị có thể giải thích những từ ngữ khó mà các em không hiểu. Các em thanh thiếu nhi thân mến, trong giáo lý nhà Phật thì tất cả mọi sự việc xảy ra trong đời sống đều có quy luật nhân quả. Bất cứ một cái nhân là việc thiện hay việc ác nào cũng đều có quả thiện hoặc ác báo ứng, tức là gieo nhân nào thì sẽ gặp quả ấy. Cho nên, để tránh cho chúng ta chịu quả khổ đau, Đức Phật dạy rằng không nên trộm cướp. Nói đơn giản là không lấy bất cứ vật gì của người khác nếu người ta không cho mình. Quả báo của sự trộm cướp nặng thì sẽ bị nghèo cùng vô số kiếp, hoặc làm thân súc vật để đền trả cho người. Nhẹ thì ruộng vườn nhà cửa tài sản sẽ bị thiên tai lũ lụt hỏa hoạn, sóng thần động đất phá hủy. Các em cũng thấy đó, trộm cướp là việc làm xấu ác. Cả thế giới loài người đều không chấp nhận, nên mới có luật pháp chế tài, phạt tù những kẻ làm việc trộm cướp. Nặng thì tử hình, huống hồ là luật nhân quả, luôn âm thầm chi phối. Tham lam muốn chiếm lấy của người làm của riêng mình là do thói quen lười biếng, làm ít mà muốn hưởng thụ nhiều, là nhân dẫn đến nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát. Các em thanh thiếu nhi thân mến, hôm nay cô Quang Viên sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện mới. Đó là câu chuyện Mẹ của tên ăn trộm. Ngày xưa, ở một thành nọ, có một ông quan rất là nghiêm khắc. Mỗi khi dân chúng đến thưa kiện, ông đều bỏ công xem xét tỉ mỉ và xử phạt rất công minh. Đặc biệt, ông quan rất ghét thói trộm cắp. Mỗi khi phát hiện ra ai tham lam lấy của người khác, ông đều xử phạt rất nặng. Cho nên, nạn trộm cắp hầu như không xảy ra. Vì thế, mọi người dân sống an bình, đến nỗi ban đêm, mọi người có thể đi ngủ mà không cần đóng cửa. Thế rồi ngày kia, có một người đàn bà từ nơi xa đến, bà mang theo một đứa con nhỏ và hai mẹ con sinh sống ở thành này. Bà mẹ cũng cho đứa con đến trường học như bao nhiêu đứa trẻ khác. Một hôm, đứa con đi học về, trong cặp của nó có thêm một chiếc bảng học sinh. Mẹ nó hỏi, sao con lại có tới hai chiếc bảng? Đứa con đáp lời mẹ, một cái là của bạn cùng lớp với con đã lén lấy cho vào cặp đấy. Bà mẹ tỏ vẻ vui mừng, bà nói rằng, con của mẹ thật thông minh, hai cái bảng chắc chắn là tốt hơn một cái rồi. Ít lâu sau, đứa con lại mang về một cái áo da trị giá 50 quan tiền. Đứa con đưa chiếc áo da cho mẹ, mẹ nó khen, con trai của mẹ thật là giỏi, biết hiếu thảo với mẹ, để mẹ thơm con một cái nào. Thấy mẹ khen ngợi cho việc lấy cắp đồ vật của người khác, đứa con trai rất thích. Thế là khi lớn lên thành anh thanh niên khỏe mạnh, anh ta càng ngày càng lấy trộm những thứ có giá trị hơn. Hôm nay anh ta ăn trộm bò, ngày mai anh ta ăn trộm ngựa. Ngày hôm sau, anh ta lại vào nhà người khác trộm vàng bạc châu báu. Bà mẹ luôn luôn khen ngợi con, nếu trong nhà thiếu thứ gì, bà mẹ liền bảo với con trai để nó đi trộm về. Dân chúng xôn xao, hoang mang, không ai dám đi ra khỏi nhà nữa, cũng không dám chăn nuôi trồng trọt, vì sợ rồi cũng bị mắc trộm. Ông quan biết chuyện giận lắm, ông bèn cho quân lính đi rình khắp nơi vào ban đêm, quyết chí tìm cho ra kẻ ăn cắp đã làm cho dân chúng sợ hãi như vậy. Và việc gì đến cũng sẽ đến. Người con quen thói ban đêm lại lẻn vào một nhà giàu có để ăn trộm đồ. Khi hắn mang gói vàng bạc ra thì bị quân lính bắt quả tang, giải lên quan phủ. Khi quan tra khảo hắn và xét nhà hắn, thấy hắn đã trộm quá nhiều thứ, cho nên quan đã xử hắn ta tội chết.
Thế là tên trộm bị trói hai tay ra sau lưng, giải ra pháp trường. Mẹ hắn đi theo sau, khóc lóc thảm thiết. Tại pháp trường, tên trộm xin quan cho hắn được nói với mẹ vài lời. Ông quan cho phép bà mẹ tới để mẹ con từ biệt nhau. Khi bà mẹ bước tới gần, tên ăn trộm liền cắn mạnh vào tai mẹ hắn. Bà ta đau quá, kêu toáng lên, lớn tiếng mắng con. Mày thật là đồ bất hiếu, tự mình phạm tội chết còn chưa đủ hay sao, mà còn muốn làm mẹ thành tật à? Đứa con vừa đau khổ vừa giận dữ, nói với mẹ của hắn rằng, lần đầu tiên con ăn trộm cái bảng về, nếu mẹ trừng phạt con và dạy bảo con nghiêm khắc, thì con không đến nỗi thành thằng ăn trộm như ngày hôm nay và đã không bị xử tội chết. Sau khi đứa con bị chết đi, bà mẹ lại bị dân chúng mắng chửi và xua đuổi. Bà ta thấy xấu hổ nên lang thang vào rừng và bị cọp dữ vồ chết. Các em có thấy không, khi làm điều sai trái, dù là cái sai rất nhỏ thì cũng phải kịp thời sửa chữa. Nếu không, cứ để nó lớn dần lên thành cái sai nghiêm trọng thì có thể khiến mình phải hối hận cả đời. Các em thanh thiếu nhi thân mến, trong suốt 45 năm Đức Phật dạy mọi người Phật Pháp, mỗi khi có ai quy y cùng Đức Phật, Ngài luôn luôn dạy người đó phải nên phát nguyện không trộm cướp. Chúng ta đã hiểu rằng trộm cướp là lấy của người khác làm của mình một cách bất chính. Nói về giới trộm cướp, không phải chỉ là trộm cướp đồ vật, mà còn gồm cả những hành vi như buôn lậu, tham nhũng, lừa đảo, lật lọng trong buôn bán để kiếm lợi bất chính, lạm dụng hay chiếm dụng của công. Phật dạy tránh sự trộm cướp chính là dạy cho chúng ta nếp sống lương thiện, không tham của người khác và biết đủ với những gì mình đang có. Sống trung thực, lương thiện, tuyệt đối không xâm phạm với tài sản, của cải của người khác, dù là cây kim, sợi chỉ. Sống biết đủ, bằng lòng với số tài sản của mình, có được nhờ lao động của bản thân, không nghĩ cách làm giàu thêm bằng những cách lừa lọc, không chính đáng, phi đạo đức. Vì lý do gì mà Phật cấm trộm cướp? Phật cấm trộm cướp vì những lý do sau đây. 1. Tôn trọng sự công bằng. Chúng ta không muốn ai lấy của mình, tại sao mình lại muốn đoạt của người? 2. Tôn trọng sự bình đẳng. Mọi người đều có Phật tánh như nhau, tại sao ta lại muốn làm khổ người khác để ta được sung sướng? 3. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Một khi vô ý đánh mất một vật gì hay một số tiền, ta buồn rầu đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy thì tại sao ta lại nỡ tâm lấy của người để cho người phải khóc than đau khổ vì ta? Chỉ những người không có lòng thương người mới làm những việc đen tối như vậy. 4. Tránh nghiệp báo oán thù. Trong xã hội có tổ chức, tôn trọng lẽ công bằng thì việc trộm cướp bao giờ cũng bị trừng trị. Mỗi khi chưa bị bắt, tên trộm cướp phải tìm trăm phương ngàn kế để trốn tránh, sống chui rút trong bóng tối. Khi bị bắt, người trộm cướp phải bị trói buộc và ngồi tù. Lúc đó, phận mình đã cực thân khổ trí, lại làm cho gia đình mình cũng buồn rầu xấu hổ và bị bao nhiêu người cười chê. Tội trộm cướp cũng không thoát khỏi luật nhân quả nghiệp báo. Nếu mình trộm cướp của người, thì sẽ bị người trộm cướp lại hoặc giết hại mình. Mặt khác, nếu chúng ta không trộm cướp, thì sẽ sống an ổn và được mọi người tin cậy, yêu mến. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy chúng ta rằng, người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Các em thân mến, cô quan viên mong là các em sẽ nhớ về câu chuyện hậu quả của người ăn trộm và luôn ghi nhớ về giới cấm thứ hai của Đức Phật, đó là không trộm cướp để được sống an vui. Bây giờ cô quan viên xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong lần tới. Này con thơ yêu dấu, muốn xin gia tài nào, vương cung đầy phiền não.